Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Mở bên này. Anh cái gì? Gọi nghỉ rồi. Nói câu. Sao? Đi đâu? Ta đủ đủ tuổi làm bố ta đâu. Nó nhìn em gì ạ? Không biết. Nó bảo người ta chơi mà. Nó ngồi không kìa. Cái bị đuổi là chỉ đang ngồi không? Đây, anh Nguyên đang lên chuyên cũ, anh Nguyên chạy kia kìa. Thằng kia đây rồi. Quá trời. Nên. Trước khi chị bảo là ở đây nhảy cái gì em? Biết. Tại sao? Tại là này anh phải biết. Cái gì? Như vậy tôi ngồi xong vậy nha. Chạy là chuyện của cái con này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bạn nha. Thế là mày không muốn đi. Thằng nào đất này nó lấy học lớp E. Át học lớp E rồi. Nó là lớp G. Nên có lớp G. Nên cơ một là có lớp G.
G có cả H. Nó làm ở đây á? Ừ. Em có thấy đâu? Nó đi hai hôm đi cùng chị. Nhưng mà sau mẹ cũng bắt nó nghỉ. Em ở đây tận hơn 1 năm rồi mà. Chị, đi hai hôm chị ở đây mẹ có ở đây đâu. Hai hôm đầu tiên chị ở đây mẹ có ở đây đâu. Chứ biết không, vào hai hôm nào rồi. Không. Và hai hôm ngày lễ cũng 2 tháng 9 đấy. À thế. Nó không biết được ạ. Nó đi nhớ bắt nghỉ. Chị biết chị qua cái thông tin đấy thôi chứ gì? Nên. Này chị biết chị qua cái thông tin đấy thôi chứ gì? Nên đấy. Chị biết chị qua con Huyền thôi đúng không? Tổng. Không còn lý do nào khác, không còn qua người khác đúng không? Ừ. Ừ. Ai thằng Long thế nào? Không, không còn bạn, không còn trừ Long ra không còn ai đúng không? Ừ. Như vậy là mình chia tâm vào xong rồi nha. Như vậy là mình đã tô màu xong rồi các bạn nha.